Ông nhảy nọc mất nữa hả? Không có đàn ông mà cô làm người đưa tiền đó. Đẹp lắm đó, anh không? Tội lỗi hả? Xin lỗi, chị không nổi. Dạ ha. Tội lỗi hả? Tội lỗi. Ông người ông đó, tao không làm đó. Ông đi vòng vòng có quen 20-30 triệu. Nếu bà nhà giàu anh, mới là ông làm nghề biết luôn. Ông ngô mép lắm mà. Anh nói ông này khờ. Bà lên chợ gặp kiếm cũng khờ, ông cũng cùng, ông vô gặp tăng tử tử, gặp riêng không, tôi nghèo gặp mát không. Còn bà hai thì ba lân nữa. Ở ra trong phòng người ta là chỗ bà la, bà vô, bà quậy, bà không cho, bà đánh. Bợp bợp, thằng kia im gu. Thôi tao lại dùm khùng không anh. Giò trắng tư rồi đấy không? Thấy ông mày nuôi mà còn nè. Đang bóc luôn. Nào, gà đêm gà cái bóp ấy. Tao chẳng hai lúa mà. Tao nói em giảm lúa, em ăn lúa. Ừ, ngày em quay mà em biết anh giò trắng á. Cầm tay mà thử ra thơm mà thúi. Tao không biết thúi gì. Cầm tay thử ra giống. Giống. Tôi dâm dục lắm á. Cho rồi thôi. Đưa cầm tay đi. Không chữ à. Cầm tay đi bình thường thôi. Tôi cũng dâm dục là chơi chiêu rồi không ăn chơi chơi mà thì quá trời tao ra một tay mơ búp măng hơn ngồi viết hay trời là... mới độ năm nay đó tay búp măng không ơi tay ăn gì ơi đâu tay ông đủ mẹ hai bát gì đâu tay ông ngồi lộn tao không chơi không có khùng không chơi tao chơi một tiếng nha ông ngồi cái mu nó không chịu bay nữa đây mà nó quấn ông đi bổ đi mà chồng mất nữa nổ luôn nó giọng vậy nè cũng đánh vô tình ông Dũng xấu quá. Ừ. Dũng xấu gì đẹp trai xấu gì trời. Đâu xấu quá. Trời trời, tao bằng đồ hàng hiệu, tao bằng đồ hơn anh Dũng bằng bây giờ bằng Dũng bằng đồ hàng hiệu đó. Tôi nói ý kiến à. Đàn ông tốt. Tao nói mình nháy đàn bà ra đời chơi tôi thương đàn bà tới tội nghiệp. Nó tôi thấy ông này tôi chỉnh máy rồi đó. Nói à mấy ông trời khán giả nên đàn ông tốt nha mấy ông. Để kiểm làm cùng đi nó đàn ông xấu xa bị dậu. Đàn ông thấy ông được. Ok. Biết chuyện nó đều. Dặn kiếm rồi nãy nhìn đàn bà không quyên video tôi nghe đàn bà không mà không nhiều đàn ông ghét đàn ông rồi đó hôm nay gặp ông chính máy đó ông má nó biểu tình một cái đàn ông mà nó ghét rồi là bắt đầu cũng ảnh hưởng luôn ha ừ hết tập đoàn cái này phật pháp người ta tu ha rồi ông về với ở nhà vợ đâu ở ai hả có tình yêu gì mà giờ ông quay xuyên tình yêu thì tiếp quay vậy có tình yêu rồi hả quay các tỉnh các nước yêu hả nhiều khi yêu ha tình yêu mà tao không biết nó nói chữ mà yêu mà yêu chậm yêu lén ta yêu nhau coi trời buồn quá đấy tôi bắt cùng sáng mai đây anh già làm đi tội lỗi tôi nghe anh Dũng đứt ruột ha dạ bị đứt đăng quan vàng lá mẹ ba lúc ra không nghe rồi cái móng vợ móng tay vậy đó hả rác kìa tiếng vô cái này em ơi đúng rồi thúi làm đất với nó thúi á tài hư đó thì mày chơi bữa nay chủ động đi ha mượn tem nó mổ mắt mổ trời tùm lum tặng bên hoàng hôn cũng dữ quá ta ghê không mà lạng quạng mà giờ nó quýt luôn ha chết luôn á thì mày vui tôi đâu có gì đâu tôi khỏe giờ tôi sung sướng quá mình ơi mặc thù luộc cũng nhờ ông này nuôi đó ông trời này đó xin lỗi anh tiến nó khùng khùng bên tay là đàng hoàng nó xin lỗi anh tiến cú đầu xuống dạ ba lần một lần bốn lần đi bốn lần ba lần xin lỗi vì cuộc sống đó để tự má ra đường là không sợ nào chơi vỏ đá rồi đụ má chết luôn á mời cao giàu quá anh Dũng mời theo anh Dũng mời nói câu đó anh Dũng hiểu không cứ lưu là quá ơn đấy cho đi rồi đầu bệnh anh bệnh gì nè tao nói bệnh tương tư thì dễ trị mà bệnh thầm lén thì khó khó trị à, lỡ yêu rồi cái giống cho anh tiếng nó thấy ốc nổi bữa vui vẻ ra tôi buồn á tôi cũng cự giỡn à giống con mà chút cho giàu sáng đi mắt bữa nay sáng hả bữa nay ông cự tôi buồn á mặt ra vui rồi ta mày hả anh tiếng vui có chút đó mà có chai dầu luôn hả nhờ gì chai dầu á cái vỏ không à dầu mỹ đó dầu đó thơm quá chỗ này hả anh nhất miếng thôi banh trần tăng dình luôn không cho luôn hả không cho nó gì được được à ông chích chai dầu tôi nè tôi dục luôn Trung Quốc á tới tôi nghĩ tình nữa tôi Hàn Quốc á ông Tiến mà ông chưa gớm nữa hả tiên đồ này ông chắc đâu sức hả quỷ này chắc ông sức vào Mỹ hay vậy giỡn không ai sức Mỹ hay vậy mà anh trai có bao nhiêu con gặp kim giỡn mồm mơ chơi đó của đại ca tao mua đó anh chặt anh Nguyễn Văn khùng của mày đó
chơi anh Nguyễn khùng à, 70 tuổi rồi đó mà ăn ở là mời chơi đi chơi ở này ổng đó. Tôi nhất chân sống qua cô thương rồi. Yeah. Đi cầm cầm rồi, đi không nổi rồi. Nhất sống rồi hả? Mơ làm quá trời, giống thứ không có chồng đó. Bố mẹ người tồn vô mấy chục năm dồn ra một bữa. Thần kia chết chết luôn. Đi không nổi ha. Tránh đi, đúng mẹ nó làm đêm nay mình nó làm quá rồi đi luôn à. Ra rồi nhắc hồn nó thở không nổi luôn chi á. Phải không? Ông thì mạnh sức, còn kia người ta bà ốm yếu rồi bệnh. Rồi ông Dũng nó lại. Dũng nói không? Bà ở bà Tăng rồi. Bà chữ chết là người đó đâu. À ba, mà nói bà bậy bạ lên đài mới chữ chết thôi đi. Ừ, nó láo người ta. Chủ quán này. Chủ quán, uống què gì, thằng Kiếm cũng vô được, ông vô được chứ gì. 200-300 thì vô. Nên làm ăn đỡ không hả, tào lao nữa. Ông Dũng, ông ở nhau. À, ông có đứa em gái không? Ừ. Đẹp lắm hả? Ừ. Rồi nó có chồng chưa? Có. Ở đâu? Thành phố. Cái ông tính bằng ma cho anh tính. Ông chưa thấy con gái à ông à tên. Trắng nổ đẹp 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 gái chạy chiếc chiếc gì à. À chỉ lắc có vậy 100+ triệu. Gặp tôi cư dân mà ngân hàng. Nó đẹp ha. Ừ. Nó khoái nhỏ rồi đó. Giống chừng nó kêu ông giữ thằng này cho nó hả? Ừ. Nó tí không. Cái mặn ăn mà mơ. Đẹp lắm luôn, tiếng chưa thấy tí thấy bỏ quay tiếp luôn à. Nó nói trò cho nó chuyện im lắm mà đẹp mặt thôi. À, mặt thon thỏng mà mặt dài dài. Nói cho nghe. Mặt chở tăng mà ngáp gì mà nó phải mà. Mặt y ga mà cái mặt mà anh quay vô trong điện thoại. Không chưa thấy em không hả? Tồn thêm quyền luôn. Mà màu trắng. Không là chắc mà đủ màu không? Bà đẹp lắm. Tóc bà dài rồi nè, mặt dài dài mà mặt thon thỏng. Vậy hả? Trắng tóc à, giờ lâu bà chạy chiếc Aji Lăng gì đó. Rồi chồng Sài Gòn bà ở đây hả? Ừ. Còn bán cà phê bên đây không? Còn. Chúng ta chỉ hôm qua bữa ai đi nè. Hay đi kiếm bà trên nè. Ở đâu? Đi bữa ai tới uống cà phê trên. Đi chiều về. Đi qua. Ông Dũng biết kìa, đi dặn chảy em đi xin làm không coi. Cho ông Tiến biết à, ông cho mày vô làm quán luôn đi. Kiếm cơm ăn. Bán quán nước hả vô? Ừ. Bà gì đây có đó không? Đó chứ đâu? Ừ. Đó hả? Không có. Bà ở đâu? Thành phố á. Bây giờ nè, ừ. Khùng gì qua mới tí, bên tòa bố gì? Bố khùng cái gì tí? Khùng nước rồi đó. Khùng nữa rồi. Lại ông Dũng à. Đi lại quán ba chơi cho hồi này biết mặt con mơ nó đẹp cỡ nào mà. Mấy trăm ngàn gái mà ông nói. Bố nói nè, con Như Hương ông bằng đó. Ừ. Con lấy má vợ gì màu đẹp dữ lắm, đẹp tí. Nó nhìn Tết này ông nó nói chuyện đàng hoàng lịch sự mà tao ít nói chuyện nha. Nó vui vẻ lắm, làm như nó chưa chịu mà không? Ừ. Tao nói chuyện đàng hoàng quá, nhưng mày thô lỗ đâu mà tao hiền hậu lắm nha. Chạy mà tưng tưng ra rút đầu cổ quắn tròn mà tao chuyện cừu vợ, có duyên lắm kìa. Bạn gái tiếng đứa nào cũng buông ra là đẹp không hết thôi. Ừ. Chuyện dễ thương lắm mà nhìn ông đi chết sống đó. Ông cũng giết người của tao, đừng giỡn. Tao đâu phải bên ông tiếng cả lương ca nhạc rồi của ông. Lạ mà. Quay gì ông nhớ bạn gái ông rồi không ta? Ừ. Không. Quay gì ông nhớ vợ nhớ yêu không à? Tao cũng về. Quay gì nhớ vợ không nhớ con không? Vậy là mà bỏ hết hả? Ừ. Ông nói mày nghe đến mơ cho mày không dẫn kiếm ha. Tao làm qua hết luôn ha. Ừ. Kiếm nói vậy tao bỏ mày luôn đó. Cho mày không kiếm tao, tao kiếm. Tao không làm mày. Ra bản đây. Sung quá nè. Ừ. Còn sung. Còn sung mà. Còn sướng, còn sung sức. Hai tao phát rồi mà chưa ngán nữa, bốn phát. Ra bản đi. Tôi buồn quá rồi nè. Buồn làm chi em ơi, rồi mai cây lá cũng khô cằn. Buồn làm chi anh Tiến ơi, cuộc đời trôi giấy phiêu bạc ước mơ. Buồn làm chi Dũng ơi, số mình quay nghèo đói ăn xin. Đi đâu ai cũng bị kinh ghẻ đuổi xô. Đời ta chắc không có bạn bè. Lấy ông Tấn rồi kêu vô chơi. Tiếp tiếp. Tiếp luôn hả? Ừ tiếp luôn, tiếp hay quá. Tiếp ông vô bản đồ, tôi vô bản đồ, chơi đỡ bộ. Rồi tiếp trước đi. Không biết giờ ta tâm trạng mà ly dị chồng là cũng là mệt lắm à. Ôi nó nóng máu mà khó xử đó. Ừ. Yeah. Chụp bình bông cho tôi tư, tôi thấy cái mặt tao bữa nay giống cũng vậy vậy đó.
Tiếng mấy người đã lâu ly dị chồng mà buồn nó vui buồn mấy người thôi chồng thôi vợ là phải buồn chứ vui gì buồn buồn giờ ca ăn bản đi buồn rồi phải ca ăn bản đi ca đi anh Dũng anh đâu biết ca ông ca hay lắm đó. Biết anh ca rồi không có ha ổng chịu là bà hai chịu ha ổng người gì đó bà hai phải làm gì mà kiếm mơ chứ chắc người ta giết nó chứ thì có lụm luôn không lụm luôn kiểm cãi con tịch tao đó mà chơi mà kêu ổng xuống dưới nha bữa nay mấy ông cũng chứ quay phim bà hai đi phải không để coi bạn tốt không ông dẫn ông đi dưới chơi mới bị chữ đủ về mà đi cũ rủ mà người ta chứa ông chứ không chứa tôi không không đi luôn hả ngộ ha cái đầu là sao không đi dưới ta tôi thấy cũng ngộ quá trời đáng lẽ quay phim nghèo ai cũng quay cho bà hai không quay luôn hả kỳ à thằng nó thấy ngộ ha thấy tội nghiệp ổng không ông đi quá đi đi hai ngày hả cô qua đi chuyện qua rồi đi 4 giờ hôm qua tới giờ này muốn giáp ngọ luôn rồi mạnh nạo đi ông cũng mạnh nạo đi bó tay đi chơi à đi muốn gì về nữa đi muốn gì về dạ quá tài buồn đời tao đi chơi tới nhà tao chết tao để mấy ông nói cái gì phải chuyện vợ trong năm phải thôi về thôi phải tao lậu về nó đưa mà về chứ gặp tao tao cũng luôn hết đi tại là biết nó ở nhà làm bạn thì cho gì đây ở nhà không có quen ai chuyện đuổi nó được gì nó đuổi cả ôi quá trời mặc áo chiếu hoa áo này lâu lắm rồi mới mặc lại tao mua đó thương người gì đó lấp lấp luôn ha không thể mới không lại luôn người gì hả hả quá trời lấp khóng luôn đâu phải người Việt Nam hả chủ mình mà biết đâu nữa tôi không ở nào chứ để đem đuổi tao ở nhà á tụi nghe không ông tôi quýnh luôn á không ở đâu cái ông này ông thấy con dạng như thôi nói chưa con mệt bây giờ đầu cổ tôi đang tưng tưng bánh đầu chắc mãn đời gặp quỷ không ha đang tưng hả đừng hỏi ông con quẻ ra coi tôi bữa nay coi sống hay chết ông coi nữa coi em sống hay chết bạn vô bạn tốt rồi hỏi ổng nữa sống hay chết sống hả sống hay chết tôi hỏi cần không sống mình muốn hỏi ổng gì rồi được rồi ổng làm thầy đó lúc lạ anh ta làm không tết này có tiền đâu xài không tết này hả nhiều không hên xui mỗi bên này có một bóng hại mày đó không có ai hỏi đâu tết có ha nhiều xài đó ổng có nước ổng đem vô đó quà cắp cho sống cho có tình yêu rồi không làm gì ông chưa có chuyện mà nó tình yêu à tình yêu kiểm mấy chục năm rồi còn đòi hỏi gì nữa kết thúc chưa ha còn chưa dễ gì mày hỏi mà xui đó chi thức người ta chơi đám ma tao quay miễu quay mồ mối tình ông táo nè tao quay mối tình này lâu dài lắm chưa kết thúc mới té xong nữa anh tiên còn nữa hả bố ông làm thầy nữa hả bị bố làm thầy mà bố còn gần gũi nữa hả chịu đủ mẹ chịu lên là được 2 ngày anh lên tao giận tao thôi rồi ủng ông tao lên hồi tao chữ cùng điên hai đứa tao đang ăn ở chơi bả vô bả không cho chơi mà bả chữ bả đuổi ra làm mất hứng quần què trên cổ quần cổ áo cái gì kia ông bận ra kêu đi vô đưa về luôn đi ủa mẹ giống khùng cũng chưa ra chứ quậy quạng hoài không chịu nổi 83 tuổi rồi đi lòn lòn gập quậy thử đi ngựa đi chó đi ra thì không cho mày vô đây ăn ở đủ đéo con tao ông coi khùng cho nó nói đó cứ tức nè quái mày quay đâu mấy người mà chết sống buồn bã không ngôn nhân đổ vỡ đó đám chợ không thấy mày tội nghiệp thương ha thấy nhỏ thì ngáo ngáo ca đi ca hả ừ ca đi tao nghe bóng mơ kìa nó trông sung sung lên mà ca bán dị giận người thiếu gì mấy bài hát nhóc chân đâu ngồi lên đi đâu uống cà phê giờ chút hồi chớ đâu chúng nó lên mây uống ra đi ra chút nữa lên quán cà phê mây chở đi chơi phải không ừ nha ừ đi ăn lẩu luôn đi cà phê mây nó ba chở đi ăn lẩu rồi lẩu lương ừ. Kêu anh nó tao giờ tao khùng rồi đó ừ. Má rồi chán nản quá trời thích mà ăn quỷ khùng cơ ừ. Âm này đã đỡ được thương không ừ. Tốt mà ừ. Không có ông mà tôi chết từ lâu rồi đó sợ tôi nghe vụ này hả mấy que đó mua điện thoại biết hả mấy mua là anh ta mua không đâu tôi đừng hỏi ha ông lại luôn ừ.
tôi sợ luôn. Cà đi. Không gấp cho giấu quá. Cà đi nè. Không ca bán, tôi ca bán nè. Ca bán gì? Xong ca. Lan với đẹp đi. Rồi. Lan ơi em đừng cắt đứt dây chung. Đừng lạnh lùng khép cổng. Vô. Tới đâu rồi? Khép cổng. Tới nữa tới ông, tới Điệp tìm tới đây. Tới ông. Cắt đứt dây chung, đừng lạnh lùng khép cổng. Điệp tìm đến đây. Cãi nè. Điệp tìm đến đây với nội nhớ thương. Đúng vậy là ông không? Ông mình đủ mẹ đàn bà đúng. Dù mối tình giữa Điệp không giông phù bao giờ. Tới tôi hả? Lan ơi tội dạ, tình chi mà em cạo cái đầu chọc lóc vậy. Rồi tới rồi. Là tôi đàng hoàng ha. Ừ, tới đó. Rồi tới đó. Cái gì tôi thấy giống vô đời không ơi. Vô đời ha. Ngày sau ca chết đi. Thôi ca bán gì giờ. Bán gì? Lấy cái nước châm hôm nay thôi. Trời đó mở đó ông đi mà dở. Quay pin nguồn quay à. Ông đẹp trai mày báo ông nữa. Ca bán mà thành phố buồn đi. Rồi. Vô. Ca mà cỡ là vậy nè. Thành phố buồn nhớ không em. Ngày chủ nhật thành phố im đêm. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏ. Giờ ông cùng mình ra. Người lừa thương. Té giống nè. Im dưới sương mù. Ca biết đâu mà vô không. Kêu ca không ca. Ca mà không vô. Tôi lựa bán khác. Rồi. Ca bán mùa qua đào. Rồi thì vô đi. Đừng có đi. Ca bán qua không. Ừ. Ngày ca tao mất cỡ chết mẹ lớn. Ngày ca mất cỡ chạy. Anh ca đó sao. Sáng sương mơ tôi ra thăm Hà Nội. Quay mặt qua đây hen. Cảnh quạt im điềm hả người ơi. Như chim phiêu bạc cùng trời. Nay về quê đất trời hình như tâm sắc chuyện chúng mình. Cánh đào mới vừa tươi. Lên cây con cổ. Chỗ tay ra Dũng để chết đi. Bởi cái này lên. Chơi luôn. Chơi luôn. Đổ má sợ cạt vừa chết biết gì. Ừ. Em ơi tôi không quái tình chi cũng mà lặng từ. Tôi mượn cánh mơ kia với nỗi buồn đau khổ với tương tư mà cuộc sống u buồn. Được không? Được. Được. Đi bên em lòng tôi lòng gió trời. Em có nghe chân trời đất thì thầm diện chúng mình vừa yêu. Anh trai bắt bà giọng nói giọng cười để làm cô gái trẻ cánh đào mơ xuân kết. Nè khúc này mấy ai nè. Hạnh ngộ đào xuân bây giờ mới được thần. Trời đất ơi nghe như cuộc sống tan vỡ đau lòng. Nói ổng nghe ổng vua đó. Bạn đó. Anh bán nước cho đây là chú. Mà cho mày một hôn nhân đi rồi em muốn mà quê cho. À nồi giao sơn bao tháng ngày buồn anh ơi. Nhớ em tình quê chúng nghèo. Lòng vui thì chúng dạt dào. Được không? Được. Được. Vô đó. Tiếp, tiếp, tiếp. Thôi đi vậy chồng mà còn ca nữa tôi thấy ốc nổ. Tiếp thì hay rồi, hay rồi, tiếp. Mơ chơi ngộ anh. À. Tiếp. Buồn vui đẳng độn đó nha. Vui vẻ. Chơi ông tới tội nghiệp ha. Nghiệp. Chơi mấy băng tội nghiệp không? Ừ. Ông cũng từng giết rồi mà giờ ông cũng đứng lại hả? Đứng lên hả? Thấy làm nhà ông xuống nước lệ ha. Ông nào ông lên đó chơi với ông vua rồi. Đóng vai vua coi. Quân sĩ. Dạ. Chém đầu tên này cho ta. Dạ không dám. Thôi, sao vậy? Tớ... Vua của một nước vua cao hơn. Tớ nói tôi cãi ông. Tôi quay cực hình. Anh sẽ phóng đi chồng á. Rồi sao nữa đóng vua. Đóng vua đó ông vua nữa. Nó nói tiếng nè. Không dám.
nó không dám thì đỡ, nó dám nó chạy nó kiếm cho anh, không biết đường đâu anh phóng. Ủa già sao đó, cỡ này ta dám mà chứ, tao phóng đủ quá rồi, tao có tôi chồng vậy, rồi. Rút vô, cứ lại sống. Lại sống rút gom đưa thiệt, anh không biết đường đâu, anh chạy kiệt nó mà. Ở đâu cho người con nuôi nè. Không dám gì được. Bánh này đâu mà cho ăn mà trời. Sì cô la. Nghe tiếng không dám. Vô trong đó bà pha cà phê thay cho con cao của mẹ. Nghe tiếng không dám, anh vẫn trong quần áo còn cách kìa. Đau nước. Rút gom thiệt, chứ không biết đường chạy. Mấy tôi hôi thiệt trời. Thôi à, luôn. Đâu luôn nè, ông kia chịu nổi luôn nè. Kim nhịn tắm ngửa, giờ không dám nói nha.